Chúng tôi có hai việc trục trặc, lẽ ra là không có vào sân được. Việc thứ nhất là buổi trưa này sau khi dạy học xong trở về chùa thì chúng tôi cảm thấy mình bị choáng, chóng mặt cho đến giờ này. Mặc dù không có chóng mặt nhiều lắm nhưng mà nó có vẻ như là nó huyết áp nó cao hay sao, hoặc là xuống thấp thế nào mà lâng lâng. Cái việc thứ hai nữa là khi nãy chúng tôi vào trong ngày hôm qua cũng bị hôm nay được và thoát ngâm nên mời chúng tôi phải update cái chương trình bài thoát mới. Nhưng mà nếu mà chúng tôi chấp nhận thì như vậy sẽ trễ cái thời gian mình update lâu lắm thôi. Có hơn nữa cái chương trình mới thì chúng tôi không có commit được dễ dàng. Cho nên chúng tôi đã từ chối. Nhưng mà từ chối được một ngày, hai ngày không biết rồi. Ngày mai nó cho mình từ chối tiếp thì còn nữa. Chúng tôi cũng đang cũng đang lo ngại cái chương trình cũ nó không cho xài, chỉ xài chương trình mới của chúng tôi tập trung. Giờ thì từ chối tiếp đó. Thì tôi nói để sao này, để sao. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quý Nhật Quỳnh đã cung cấp cái thông tin như vậy sẽ tiếp tục sự từ chối. Hôm nay chúng ta học cái bài 24 tốt học chuyện A Duyên đúng như quý Nhật Quỳnh đã post lên trên màn hình và giới thiệu. Hôm trước khi đi xa thì chúng tôi đã có nói trước cái bài hôm nay. Bây giờ chúng ta lễ Phật trước. Arahant Samma Sambuddho Bhagavatam Bhagavantam Thibbadimi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Subhatipanno Bhagavato Saravaka Sangho Sanghang Dhammami. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng thành phần đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức, thân chào quý tu nữ và Phật tử. Kính thưa quý vị, học về tốt học thiền Na Duyên, trước hết thì chúng ta cũng ôn lại cái ý nghĩa của chữ thiền na. Chữ thiền na đó đọc âm từ chữ chana,
thì nó duyên ra nó phải chảy ra. Ở trong duyên hệ, cái danh từ vừa gọi là sanh hay là thiền na, cái danh từ đó có nghĩa đặc biệt khác hơn cái ý nghĩa thiền mà chúng ta xài trong tập kinh. Cũng xài từ sanh, nhưng mà ở trong tập kinh đó thì chỉ có cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới mới gọi là sanh, là thiền. Sơ thiền có tâm sanh một cái trạng thái hỷ lạc, do ly dục vi bất thiện pháp sạch, có tâm có cứng, có hỷ có lạc và có nhất tâm hay nhất hành. Ekagata tức là định. Vị thiền đối với nhất hành á, một cái trạng thái hỷ lạc do định sanh, chỉ có bốn chi thiền là tứ hỷ lạc định. Tâm thiền ta đi ta tới nhất sanh á là một trạng thái ly hỷ trú lại. Bỏ tầm bỏ tính. Như vậy chỉ còn hai, chỉ còn ba chi thiền. Nếu nói theo tầm kinh là còn hai chi thiền, còn nếu nói theo tạng vi diệu pháp thì tâm thiền vẫn còn là hỷ lạc định ba chi thiền. Rồi tứ thiền là cái trạng thái lý trú lạc. Bây giờ chúng ta đang học nhiều pháp thì chúng ta nói theo cái hệ thống năm thiền của Ati Đàm thôi. Tứ thiền nó còn hai chi, tức là lạc và định, hai chi thiền. Và ngũ thiền có tới mấy chánh á, gọi là bành chánh mắt chà ná. Ngũ thiền là một trạng thái xả niệm thanh tịnh, cũng còn hai chi thiền, nhưng mà đó là xả và định. Thì chữ thiền na mà nói theo tập kinh là chỉ cho những cái thiền đó, hoặc là thiền vô sắc giới gọi là Arupachana, không có bị xứ thiền, thứ có bị xứ thiền vô sử xứ thiền và phi tưởng phi tưởng xứ thiền. Và khi mà chúng ta nói theo ví dụ pháp mà ở cái duyên hệ chúng ta đang học đây thì chữ thiền na như thiền này nó cũng chỉ cho các cái chi thiền như là tầm với tất cả tứ với chà rá hỷ bi tí lạc xúc khát và định để các cái ta thêm ưu và xả nữa, ưu đồ mà nó sát và xả của bên kha. Trong bảy chi thiền đó, đó kể tính ra thì lạc xúc khát, ưu đô mà nó xác và xả
Upekkha, thì chi pháp nó là sự, là thọ tâm sở hay là tâm sở thọ. Như vậy tâm sở tầm là chi tầm, tâm sở tứ là chi tứ, tâm sở hỷ vị trí là chi hỷ. Tâm sở thọ là chi lạc, chi ưu và chi xả. Và tâm sở nhất hành là chi định. Như vậy chúng ta thất chi thiền mà chúng ta chỉ có chi pháp gốc là năm tâm sở thôi. Năm cái tâm sở này không những nó là năm chi thiền, của thì sắc giới và thì vô sắc giới, mà năm tâm sở này thì nó có mặt ở trong tất cả các tâm. Trong đó gồm có tâm bất thiện, gồm có tâm thiện, gồm có tâm quả, tâm tốt. Cho nên ý nghĩa này cũng khiến cho chúng ta rắc rối đi. Tâm có chi thiền phối hợp là có 111 tâm ý giới, ý thức giới. Và do vậy khi chúng ta học về thiền na duyên thì chúng ta phải biết rằng trong cái khối yếu tri nó có cả chi thiền bất thiện trợ cho pháp thiện và sắc pháp độc định pháp phổ biến chúng sanh, rồi chi thiền thiện nó trợ cho tâm thiện và sát pháp cộng sanh, có chi thiền vô ký trợ cho tâm vô ký và sát pháp cộng sanh. Do đó chúng ta có học về thiền na duyên theo tâm đề thiện thì chúng ta có bảy khổ yếu tri là thiện trợ thiện bằng thiện na duyên, thiện vô ký, thiện trợ vô ký và thiện na duyên, thiện trợ thiện và vô ký và thiện na duyên, bất thiện trợ bất thiện bằng thiện na duyên, bất thiện trợ vô ký và thiện na duyên. Bất thiện trợ bất thiện và vô ký và thiện na duyên, vô ký trợ vô ký và thiện na duyên. Chúng tôi sẽ giảng cho đến khi nào mà quý vị không còn nghe tiếng nên là biết, vì lúc đó chúng tôi đã gục ngã không tiếp nối được, thì chúng ta cứ mở bằng pháp cũ để chúng ta nghe. Khi chúng ta nói đến
Na Duyên nó là một gốc, tức là năm cái sở hữu chi thiền, tầm tứ hỷ thọ và nhất hành trợ cho 111 tâm ý giới ý thức giới cùng 52 tâm sở phối hợp 17 sắc tâm và 20 sắc niệm tế tục. Thì lấy cái chi pháp đó chúng ta sẽ tính toán đối với viên duyên ngọn. Có cách để chúng ta tính như thế này, tìm ra duyên ngọn nó dễ. Chúng ta hãy xem gốc nó thuộc giống duyên gì. Cái chặt ký trong chính cái chặt ký chính giống, thì thiền Na Duyên thuộc giống khô sạch sa chà tát chà tí, bởi vì năm trợ giúp cho sở bằng cách là đồng sanh với nhau, cho nên nó thuộc giống khô sạch. Như vậy khi mà chúng ta tìm với duyên cấu hợp, tức là tìm duyên ngộ của nó, của thiền Na Duyên, là chúng ta cũng hãy tìm ở trong 15 duyên giống khổ sanh. Cái đó là cái gì? Cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai đó là khi mà chúng ta đã khoanh vùng các duyên đồng giống với duyên gốc, đã khoanh vùng như vậy rồi, thì chúng ta sẽ bước đến bước thứ hai. Ở trong mười lăm duyên giống cầu xanh đó, ngoại trừ thì Na Duyên đang làm duyên gốc, như vậy còn 14 duyên khác, trong 14 duyên đó có thể tố hợp với thì Na Duyên được chăng, thì chúng ta nói rằng là bỏ 4 duyên chỉ còn lại có 10 duyên thôi là tố hợp, còn 4 duyên kia tố hợp không được. Bây giờ trước hết chúng ta loại trừ cái gì? Câu sinh trưởng duyên chúng ta loại trừ, vì trong câu sinh trưởng duyên nó năng là dục, thần, tâm, thẩm, tức là dục tâm sở, cần tâm sở, tâm động lực và sở, tâm sở trí tuệ. Tâm sở trí tuệ không phải là chi thiền,
Tâm sở dục không phải là chí thiền. Tâm sở cần không phải là chí thiền. Và tâm cũng chẳng phải là chí thiền. Chí thiền nó có tầm tứ hỷ lạc và tầm tứ hỷ thọ và nhất hành. Cho nên cái câu sinh trưởng duyên thì không có cái chi pháp nào nó dính dắt với chi thiền cả. Cho nên chúng ta gọi chúng ta gọi trưởng ra. Rồi cái thứ hai nữa đó thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến câu sanh quyền duyên, câu sanh độc thực duyên hay là danh độc thực duyên, trong cái danh độc thực duyên đó đó thì chúng ta lại không có chi pháp nào mà nó dính dắt với chi thiền cả. Chính luật thực duyên tức là xúc thực, sở xúc không phải là chi thiền. Tư niệm thực, sở tư không phải là chi thiền. Thức thực, tâm không phải là chi thiền. Do đó chúng ta không có lấy được. Rồi câu sanh nghiệp duyên, câu sinh nghiệp duyên ở đây đó, tức là sở hữu tư làm năm, mà sở hữu tư đó, cái tâm sở đó thì nó không có dính dấp gì ở trong năm chi thiền cả, không phải là tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, cho nên chúng ta bỏ ra. Rồi nhân duyên, nhân duyên ở đây tức là sợ năng, tức là tham sân si, vô tham sân mù si. Sáu nhân tương ưng này nó không có dính dắt gì tới chi thiền hết. Nó không có dính dắt đến chi thiền hết. Như vậy thì chúng ta sẽ bỏ ra bốn duyên là nhân duyên không lấy, nhân duyên không có tấu hợp được với thị na, câu sinh trưởng duyên không tấu hợp được với thị na, câu sinh nghiệp duyên không tấu hợp được với thị na duyên, câu sinh nghiệp duyên ở danh vật thực duyên không tấu hợp được với thị na duyên. Như vậy chúng ta bỏ bốn duyên đó và có một duyên là gốc, tức là thì na duyên là năm. Như vậy chúng ta còn 10 duyên còn lại là câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên, câu sinh bất tử duyên, hữu tương duyên, câu sinh y duyên, dị thuộc quả duyên, câu sinh quyền duyên, đồ đạo duyên, tương duyên. Đó là những duyên mà nó tấu hợp được với thiện na duyên. Thì sau khi mà chúng ta đã truy tìm những cái duyên
hợp với thị na duyên rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái chi, nói qua cái sự tấu hợp theo cái khẩu yếu tri. Trước hết là chúng ta nói về thiền na duyên, thiện trợ cho thiện. Ở đây là năm tâm sở chi thiền, thiện trợ cho 37 tâm thiện cùng 38 tâm sở phối hợp là pháp độc sanh. Thì cái trường hợp này có 8 duyên tổng hợp. Nếu mà cái chi pháp tổng là 5 chi thiền thiện trợ 37 tâm thiện cùng 38 tổng hợp, thì chúng ta có 4 duyên là câu sinh duyên, câu sinh ý duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh ly duyên. Tổng hợp với nó tốt hợp với thiện na duyên ở cái câu thiện trợ thiện, là lấy sở tầm sở tính hỷ thọ nhất hạnh trợ danh vốn thiện là pháp độc sanh. Tiếp đến câu sinh nguyện duyên có chi pháp tấu hợp của thiện na duyên, thiện trợ thiện là tâm sở thọ. Thọ đây tức là nếu mà tính trên phương diện quyền duyên, cái câu sinh quyền đó, thì là quyền ưu quyền hỷ quyền xã quyền, là quyền khổ quyền ưu quyền hỷ quyền xã quyền, cũng là sở thọ. Thì trong khi đó ở phía bên thiền na đó, thì sở thọ đúng với vai trò chi thiền lạc, chi thiền ưu, chi thiền xả, thì như vậy nó ăn khớp ở chỗ là sở thọ câu sinh quyền. Rồi lại nữa sở chất hành, cái tâm sở nhất hành phía bên thiền na thì nó là chi định, nhưng mà phía bên câu sinh quyền đó, phía bên quyền duyên đó, thì nó là định quyền. Ăn khớp nhau hai chi pháp rồi. Chúng ta lấy được về câu sinh quyền duyên tổ hợp thì na duyên ở cái chi pháp sáu đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên có chi pháp tổ hợp với thiện na duyên, thiện trợ thiện là sở vô tâm và sở nhất hành trợ danh quẩn thiện đồng sanh và 37 tâm thiện, là 37 tâm thiện cùng 38 sanh hợp. Khi chúng ta nói đến đồ đạo duyên mà tổ hợp với thiện na duyên ở hai cái chi pháp là tầm và nhất hành, thì sở hữu tầm á, nếu mà nói theo thiền na đó, thì nó là chi thiền tầm. Còn nếu nói về đồ đạo duyên á, thì nó là chi đạo chánh tư duy. Còn tâm sở nhất hành của mình
Nếu tâm sở nhất hành mà nói theo thiền na thì cái chi pháp này nó là chi thiền, chi định. Còn nếu như tất cả mà nói theo chi đạo, nói theo đồ đạo thì nó là chánh định. Như vậy chúng ta cứ theo đó chúng ta tính ra. Rồi bảy tám hữu tương duyên và tương duyên, chúng ta thấy rõ ràng là năm cái chi, năm sở hữu chi thiền này khi mà nó trợ duyên cho tâm thiện đồng sanh đó, thì nó cũng được gọi là hữu tương duyên, vì năng sở giúp qua giúp lại nhau, mà cũng gọi là tương duyên. Năng và sở đều là danh pháp cả, cho nên nó tương ưng hòa quyện với nhau được. Thế thì trong câu thứ nhất thiền na duyên, thiện trợ thiện, chúng ta có tám duyên tổng hợp là câu sanh nhân duyên, câu sanh nhân duyên, câu sanh thiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, hữu tương duyên, tương duyên, câu sinh quỷ duyên, đồ đạo duyên. Thứ nhất là vậy thôi. Bây giờ chúng ta nói đến cái chi pháp thứ hai, thiện na duyên, cái câu ý kỳ thứ hai đó, thiện trợ vô ký. Học cho đến giờ này là chúng ta phải hiểu thế nào gọi là thiện trợ vô ký. Năng là pháp thiện, sở là pháp vô ký. Như vậy năng giúp sở bằng cách gọi là thiện trợ vô ký. Nhưng mà tùy theo trường hợp chúng ta lấy chi pháp, như là thiện trợ vô ký ở trong thiện na duyên, thì chúng ta lấy phát thiện năng duyên ở đây là năm sở chi thiền, và phát thiện sở duyên ở đây tức là 12 sắc tâm đồng sanh. Khi mà chúng ta nói đến thiện trợ vô ký, tức là năm chi thiền thuộc về danh, trợ cho 17 sắc tâm thuộc sắc. Danh trợ sắc thì đương nhiên là không thuộc về hữu tương duyên và tương duyên rồi. Bỏ ra. Nhưng mà danh trợ sắc á, thì nó đồng sanh mà bất tương ưng, cho nên chúng ta thêm một duyên là câu sanh bất tương ưng duyên. Như vậy trong trường hợp có ý kỳ thứ hai thì na duyên thì trợ một ký. Khi chúng ta nói đến chi thiền thiện trợ cho 17 sắc tâm thì chúng ta có 7 duyên, 7 duyên tổng hợp với nó. Trong trường hợp như là câu sinh duyên, câu sinh là duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất lai duyên, câu sinh bất tương duyên. Năm duyên này nó đều có chi pháp tổ hợp với thiện na duyên thì cũng giống vậy thôi. Năm chi thiền trợ 17 sắc tâm đồng sanh,
chuyên sáu là câu sinh nguyện duyên, có chi pháp tối hậu của thiện na duyên, thiện trực vô biến là hai sở hữu thọ và sở hữu và nhất hành trời đuôi bể sắc tâm. Rồi đồ đạo duyên có chi pháp là sở hữu tâm và sở hữu nhất hành tối hợp với thiện na duyên ở chi pháp đó. Hai sở hữu này tâm và nhất hành đã trợ cho bùi bể sắc tâm thì cũng giống như trang chi pháp của thiện na duyên mà thiện trợ vô ký như này. Bây giờ chúng ta đến khâu số 3, thiện na duyên là thiện trợ thiện và vô ký. Cái này chúng ta gom lại cái khâu 1 và khâu 2 thì cũng là năm chi thiện trợ cho pháp hồng sanh, là 37 phương thiện cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm. Nhưng mà cái trường hợp này khi mà chúng ta sở duyên mà chúng ta gom có thiện và vô ký thì nó rút bớt lại cái duyên tối hợp chỉ còn có sáu duyên thôi, tức là câu sinh duyên, câu sinh ly duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Câu sinh nguyện duyên, đồ đạo duyên, sáu duyên. Trong đó bốn duyên là câu sinh duyên, câu sinh ly duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Nó tối hợp với thiện na duyên, thiện trợ thiện vô ký ở cái chi pháp là năm sở hữu chi thiền trợ cho pháp đồng sanh là 37 sắc, 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm. Còn về câu sinh nguyện duyên thì tối hợp với thiện na duyên, thiện trợ vô ký, thiện trợ thiện vô ký ở cái chi pháp là tâm sở thọ và nhất hành trợ cho pháp đồng sanh là 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm. Rồi đồ đạo duyên có chi pháp tối hợp với thiện na duyên ở cái câu thiện trợ thiện người vô ký là hai tâm sở tầm và nhất hành trợ cho pháp đồng sanh là 37 tâm thiện cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm. Chúng tôi ráng hết nổi rồi, bây giờ chúng ta cứ nghỉ sớm. Chúng ta còn lại nha bốn cầu duy trì của thiện na duyên. Chúng ta sẽ học qua tuần sau. Sau khi diệu pháp hay là dạy diệu pháp ở trong lúc nên bệnh nó phát sinh, nó làm cho cái tâm nó bị rối, tâm chi phối. Mà khi tâm chi phối bởi cái thân bệnh thì lúc bây giờ cái trí tuệ nó không có sáng, không có thể giảng giải rộng rãi và nói những gì cần phải nói để cho học viên nghe hiểu, thì như vậy nó sẽ vô ích.
Cho nên chúng tôi sẽ dừng lại ở đây để tuần sau chúng ta học cái lại. Hy vọng là tuần sau chúng tôi sẽ khỏe lại. Bây giờ thì cũng còn nhiều thời gian, xin thỉnh để Đức Phật Thích lên nói vài điều có liên quan đến vị pháp về thiện na, na duyên. Cho đến khi mà chúng ta còn 5 phút nữa thì thỉnh thượng tọa Bình Hạnh chúc phúc phước báo cho Trực. Xin kính chào tạm biệt Chư Tăng và thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam mô Bổn Thầy. Hành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tệ Siêu tiếp tục cho chúng con học câu vừa rồi. Ngài mệt quá, Ngài giảm, Ngài còn để lợi thì chúng con xin cung thỉnh Ngài cho chúng con được tiếp tục học ạ. Nam mô Bổn Thầy giá Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học ghi diệu pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến Ngài. Anh Nam mô Bổn Thầy giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn, Lê Thịnh Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi và chúng tôi kể chút lý do vì chúng tôi bận sắp xếp về công việc ở Viện Nghiên cứu Phật học để thứ tư tới họp các vị trưởng trưởng ngành Bali để giao công việc cho các vị. Thứ hai nữa vì ngày thứ bảy chúng tôi có lớp dạy buổi chiều, dạy xong buông ra cái năm nhưng mệt quá cho nên vào trung nó trễ chút. Và trong thời gian mùa hè rừng lớp Phật Pháp Phước Thích Thầm Mát mở sớm hơn nửa giờ đồng hồ, tức là 8 giờ bắt đầu, 8 giờ tối Việt Nam. Giờ đó có lẽ là trong thời gian này những chiều thứ bảy mà học nhiều pháp thì chúng ta chỉ học khoảng chừng 40 phút hoặc 45 phút. Vậy chúng ta hồi hướng đông rừng trong giây lát 5-3 phút rồi chúng ta vào trong lớp Phật Pháp nữa. Xin thông báo trước cho các viên chúng ta biết gì. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục hôm nay vừa rồi. Chúng ta đã học xong 3 câu tối hợp duyên bảo vệ ưu trì. Tối hợp thì na duyên của 3 câu ưu trì là thiện trở thiện, thiện bất thiện, thiện trở thiện, thiện trở vô ký, thiện trở thiện vô ký.
nay chúng ta tiếp tục cho hết. Thật ra thì nếu mà học viên chúng ta chú ý nắm bắt được chi pháp thì dễ đến chứ không phải là khó. Bởi vì đâu vào đó hết là có cái công thức, có cái định lý. Bây giờ chúng ta học về tấu hợp thiện na duyên, bất thiện trợ bất thiện. Khi nói đến thiện na duyên mà bất thiện cho bất thiện thì chúng ta không có lấy hết chi pháp là sáu chi thiện. Bảy chi thiện chúng ta không lấy hết. Nhưng ở đây đó, cái điều mà chúng ta cần phải hiểu đó, là tại sao trong mỗi pháp bất thiện năm duyên lại có những cái năm sở hữu chi thiện. Chi thiện ở trong tâm bất thiện nó không giống như là chi thiện ở trong tâm đạo đại, mặc dù chi pháp thì nó giống đó, nhưng ý nghĩa thì nó khác. Bởi vì hễ tâm nào mà có cái sở hữu tâm phối hợp, ngoại trừ cái tâm quả vô danh, còn sở hữu tâm ở phối hợp kể cả tâm bất thiện thì đó cũng gọi là chi thiện. Khi xác định thí dụ như tầm, thay vì nếu mà nói thiện pháp hay là pháp vô vi tình hảo đó, thì tầm tức là sự hướng tâm đến đề mục, đề mục Kṛṣṇa chẳng hạn. Nhưng mà trong tâm thiện dục giới đó, thì chúng ta cũng có chi tầm, chi tứ. Thí dụ chúng ta đi đến cái chùa, chúng ta lên đảnh lễ Phật, lên chánh điện đảnh lễ Phật, khi chúng ta nhắm mắt lại thì tâm của mình tầm thiện tứ thiện, thì hướng tâm đến hình ảnh của Đức Phật ở trong chánh điện. Chúng ta nhìn thấy cái tượng Phật rồi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta hướng tâm đến tận đức cao quý của Đức Phật, thì như vậy gọi là chi thiện thiện. Còn khi mà một người đó thí dụ như một tên trộm, nó hướng tâm đến vàng ở trong nhà của người nào đó,
bằng cái tâm tham. Thì như vậy nha, trong tâm tham nó cũng có chi tầm, và tầm đó nó cũng thuộc chi gọi là cha năng gác, chi thiền. Bởi vì cái tầm đó nó khởi, nó suy tư trên đối tượng, nó chú tâm trên đối tượng. Đối tượng của nó tức là vàng hay tiền bạc ở trong nhà người. Và khi mà nó đã chú tâm như vậy thì đương nhiên là tứ ở trong tâm tham nó có cái vai trò, nó có cái nhiệm vụ là bám sát tượng, tức là tiền bạc vân vân. Thì như vậy đây đó, chỉ tầm chỉ tướng, chỉ hỷ chỉ lạc chỉ nhất hành, chúng ta đừng có gọi là chỉ định, bởi vì chữ định samathi là thường là chúng ta xài chỉ samathi cho cái pháp định hảo thôi. Còn ở đây chúng ta chỉ lấy cái chi e các tài ta nhất hành, cái tâm sở nhất hành bao giờ nó cũng có mặt ở trong tất cả các tâm, kể cả tâm bất thiện. Do đó cho nên khi mà chúng ta học thiền na duyên thì chúng ta cứ lấy cái năm cái chi pháp là tầm tướng hỷ thọ và nhất hành. Thọ của bất thiện thì gồm có cả thọ hỷ, thọ xả và thọ ưu nữa. Thọ hỷ, thọ xả thuộc về tâm tham, tâm si. Tâm si là thọ xả. Hỷ, thọ hỷ, thọ xả nó nằm ở trong tâm tham, và trong tâm sân là thọ ưu. Thì như vậy cái chi thọ đó nó cũng thuộc loại chi thiền. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến năm cái chi thiền bất thiện đó, nó trợ cho 12 tâm bất thiện cùng 27 số hợp, trợ bằng cách năm chi thiền này nó bất thiện trợ cho danh pháp bất thiện đồng sanh. Năm chi thiền nó làm cái, nó đồng sanh làm chỗ nương cho pháp bất thiện tương ưng. Rồi chính năm chi thiền đó là năng hiện hữu với sở, năng bất ly sở, năng sở hữu tương tương ưng với nhau. Cho nên chúng ta gọi là câu sinh duyên, câu sinh nhân duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên, hữu tương duyên, tương duyên, là những duyên mà nó tối hợp với thiện na duyên ở cái câu bất thiện trong bất thiện đọc chi pháp như thế. Còn thêm hai duyên nữa là câu sanh quyền duyên. Câu sanh quyền duyên này cũng tối hợp được với thiện na duyên, câu bất thiện trong bất thiện là lấy tâm sở thọ, tức là hỷ xả và ưu và nhất hành. Sở thọ và sở nhất hành nó trợ cho tâm bất thiện cùng 27 số hợp với con sinh quyền duyên. Bởi vì hỷ quyền, xả quyền, ưu quyền và định quyền, ba cái đó nó lại trùng với ba cái chi pháp thiền, chi thiền. Cho nên chúng ta lấy được. Rồi
tốn hợp với thiện na duyên, ở bất thiện trở thiện, có thêm một duyên nữa là đồ đạo duyên. Đồ đạo duyên ở đây lấy sở tầm và sở nhất hành, sở tầm tức là nếu mà nói theo đồ đạo đó thì nói là tại tư duy, nếu thuộc thiện là tại tư duy, sở hữu chất hành là thuộc tại định, cho nên tại tư duy tại định nó trợ cho 12 tối thiện 27 sở hợp, thì chúng ta gọi là đồ đạo duyên tốt hợp với thiện na duyên, ở cái câu chi, ở cái câu bất thiện trợ cho bất thiện. Hiểu được cái danh trợ danh bất thiện rồi đó, thì chúng ta mới qua cái câu su, yên trì số 5. Thì thiện na duyên bất thiện trợ vô biến, hồi nãy là năm chi thiền bất thiện của danh trợ cho danh, bây giờ năm chi thiền bất thiện nó trợ cho sắc tâm hành động, mười bảy sắc tâm, thì như vậy sắc tâm thuộc vô ký. Cho nên thiện na duyên với chi pháp như vậy đó, năm chi thiền bất thiện trợ cho 17 sắc tâm, thì đó là danh trợ sắc. Và khi thiện na duyên bất thiện trợ vô ký, danh trợ sắc kiểu này đó, thì chúng ta có 7 duyên tổ hợp khác là câu sinh duyên, câu sinh đi duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất đi duyên, câu sinh bất tương duyên. Chi pháp thì nó cũng giống vậy, nhưng mà thêm hai duyên nữa là câu sinh quyền duyên. Hồi nãy khi chúng ta nói câu sinh quyền duyên, chi pháp, chi pháp tố hậu hai duyên bất thiện duyên là tâm sở thọ. Tâm sở nhất hành trợ cho 17 sắc tâm. Còn đồ đạo duyên thì cũng lấy nhé, bất thiện năng duyên ở đây là tâm sở tầm với tâm sở nhất hành trợ 17 sắc tâm. Bây giờ chúng ta nói đến cái câu số 6, thì na duyên và bất thiện trợ thiện và vô ký, để chúng ta gom lại hai câu, câu số 4, câu số 5. Chúng ta gom lại tức là chúng ta gom cái sở duyên lại, vừa lấy danh vừa lấy sắc luôn, sắc tâm. Còn năng duyên thì chúng ta vẫn lấy năm chi thiền của thiện. Trong cái câu ý kiến số 6 này thì năm sở sở chi thiền của thiện trợ cho 12 tâm bất thiện cùng 27 sở hợp và 17 sắc tâm. Thì như vậy với cái chi pháp này thì chúng ta có 6 duyên thôi, 4 duyên nữa tổ hợp vào chi pháp với duyên gốc, vào sanh duyên, vào sanh lý duyên, vào sanh hữu duyên, vào sanh bất ly duyên. Còn câu sinh quyền duyên thì nó không có động chi pháp, bởi vì câu sinh quyền ở đây chúng ta chỉ lấy có tâm sở thọ, tức là hỷ quyền, xả quyền, ưu quyền, sở nhất hành là tức là tà định, hay gọi là định quyền. Thì cái tâm sở thọ đó, ta
tinh sở nhất hành thì nó là 250 viên chi thiền. Bởi vì được gọi là tổ hợp với thiền na duy, nó ăn khớp ở chỗ lắc lắm. Nó trùng khớp với nhau ở chỗ hai chi pháp đó. Thì sở thọ sở nhất hành trợ 12 tấn thiện, trợ cho 12 tháng 7 và 17 sức tâm. Còn cái duyên số 6 Bồ Đạo duyên, có chi pháp tổ hợp cái thiện na duyên, bất thiện trợ bất thiện và vô ký, là sở tâm sở nhất hành trợ cho 12 tấn thiện cùng 27 sở hợp ông nghĩ sở tâm. Ở đây đến hôm nay chúng ta đã học về 24 duyên rồi, thì có việc phải hiểu rằng là được gọi là tổ hợp. Duyên tổ hợp tức là những duyên nào mà nó có chi pháp năng lực sở mà nó trùng khớp với duyên gốc năng lực sở, thì chúng ta lấy đó để chúng ta làm duyên tổ hợp. Bây giờ chúng ta học đến thì nay duyên câu ý truy số 7 là vô ký trợ vô ký. Cái này thì nói tổng quát là vô ký trợ vô ký, nhưng mà nếu mà chi tiết ra, nếu mà học ở tại lớp, tại trường lớp thì chúng tôi sẽ mời quý vị lên bảng để làm bài. Hồi xưa các vị như người đã đứng bất tính, đứng bất tân gì đó, khi học trường lớp mà gặp mấy cái này tôi mời lên bảng để làm bài. Người gọi vô ký trợ vô ký thì đương nhiên là năm là lấy năm chi thiền vô ký, tầm tứ hỷ thọ và nhất hành ở trong tâm quả và tầm tố, nó trợ cho 62 tâm vô ký, y giới nghĩa thức giới cùng 38 sở hợp. Ở trường hợp này chúng tôi gọi là vô ký danh trợ vô ký danh. Nếu nói năm sở hữu chi thiền vô ký mà trợ cho 17 sắc tâm thì chúng ta gọi là vô ký danh trợ vô ký sắc. Nếu nói năm tâm thiền vô ký tục sinh mà trợ cho 20 sắc nghiệp tiếp tục thì đây là vô ký danh trợ vô ký sắc. Nếu mà chúng ta lấy năm chi thiền vô ký trợ cho tâm vô ký số hợp phần người để sức tâm thời bình nhật đó, thì chúng ta gọi là vô ký danh trợ vô ký danh là sắc. Bao nhiêu đó là cái trường hợp này có 10 duyên tổ hợp tới 10 duyên. Chúng ta lấy cái duyên câu
sanh đại là câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Cả bốn duyên này đều có chi pháp tấu hợp với thì là duyên, vô ký trừ vô ký. Là năm năm sở hữu tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, trợ cho 62 tâm vô kiến, y giới và ý thức giới. Cùng với 38 sở hợp vậy sẽ tổng 20 sắc nghiệp tiếp tục. Chi pháp cũng giống như trang như là cái duyên gốc. Chỉ riêng sáu duyên là hữu tương duyên thì chỉ lý năm chi tầm tứ hỷ thọ nhất hành trợ 62 tâm vô ký thì danh trợ danh thôi hữu tương duyên. Tương ương duyên thì cũng lấy chi pháp mà giống như vậy. Nhưng mà hữu tương duyên thì hãy là vô ký trợ vô ký thì chúng ta lấy thêm cái trường hợp là năm chi thiền bất thiện, ở năm chi thiền vô ký, vô ký quả, nó còn đợi cho sắc ý vật tiếp tục bởi nó hỗ trợ giúp qua giúp lại, cho nên chúng ta mới tách nó ra khỏi tương duyên. Tương duyên thì đơn giản câu sinh vì duyên, đồ đạo duyên, thì cái hai duyên này hồi nãy chúng ta có nghe rồi đó. Thì câu sinh quyền, quyền ở đây tức là nếu nói danh quyền thì sở hữu thọ nó thuộc về ư quyền, hỷ quyền, xã quyền, và sớm nhất hạnh là định quyền. Thì bốn quyền này nó chỉ gồm là sớm thọ và sớm nhất hạnh thôi. Sớm thọ, sớm nhất hạnh nó trùng khớp với quyền ai duyên. Ở chi pháp thọ và nhất hạnh, cho nên chúng ta nói khâu sinh quyền duyên nó tối hợp với thiền na duyên ở vũ ký trợ vũ ký. Rồi đồ đạo duyên tức là chi pháp có chi pháp tối hợp thiền na duyên, vũ ký trợ vũ ký là sở hữu tầm, sở hữu nhất hành. Đồ đạo thì sở hữu tầm nó là chánh kiến, nó là chánh tư duy. Còn sở hữu nhất hành đó thì nó thuộc chánh định, thuộc pháp vũ khí. Trợ 54 tâm vũ khí hữu nhân cùng 38 sở hợp, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Về tương ương duyên cũng là duyên tấu hợp với thì nay duyên,
có chỉ pháp tổ hợp với thiện ai duyên vô ký, trợ vô ký là ở đây tương duyên chỉ cho danh trợ danh, tức là năm chi thiền tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, trợ cho sáu hai tam vô ký, ý giới vị thức giới cùng ba tánh sanh hợp, chỉ danh trợ danh mới là tương ứng nhau thôi. Chính là câu sanh bất tương duyên. Hồi nãy á, tám tương duyên thì chúng ta là danh trợ danh, bây giờ câu sanh bất tương duyên thì chúng ta lấy cái chi pháp danh trợ sắc là năm sở hữu tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, trợ cho 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Mười là vị thuộc quả duyên, dù thuộc quả duyên đây là vô ký quả. Trong vô ký quả này nó cũng có năm cái tâm sở, rồi tầm tứ hỷ thọ và nhất hành, nó trùng khớp với tầm tứ hỷ thọ và nhất hành của thị na duyên, trợ cho 42 tâm quả ngoại trừ rừng bổ sung thức và ý thức giới cùng ba tám sở hợp, cộng thêm 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục nữa. Như vậy là 7 câu yếm tri của thầy Na Duyên mà chúng ta tính toán như thế nào để chúng ta tìm ra được cái duyên tổng hợp với cái chi pháp đó. Sự thật thì nếu chúng ta chỉ đọc và chúng ta chỉ nghe cái từ ngữ không, chúng ta khó mà nắm bắt, khó nhận biết được. Còn khi chúng ta đã hiểu rồi, chi pháp nó vậy rồi, thì cái sự hiểu của chúng ta đối với diệu pháp, đối với hệ tổng hợp thì không phải là khó. Bây giờ nói cách khác như thế này để chúng tôi nói cho quý vị nghe, cái chi thiền mà tầm, tức là tâm sở tầm, tầm nó có hai loại, một loại nơi khó và loại không có nơi khó. Cái sự hướng tâm nào mà nó thuộc về bất thiện thì sự hướng tâm đó nó thuộc về tâm bất thiện, chúng ta loại bỏ. Còn cái sự hướng tâm nào mà thuộc về thiện, làm cho thiện pháp phát sinh, thì cái tâm chi tâm đó là chúng ta nên làm. Một người họ đi đến chùa, họ đưa mắt nhìn chung quanh cảnh Phật và họ ngắm cái tượng Phật, cái đó chúng ta gọi là tầm thiện. Còn một cái trộm khi nó đi vào chùa, nó cũng hướng tâm đến cảnh, nhưng mà nó hướng tâm để xem vào cái chỗ nào là cái tượng Phật bằng đồng giá trị, hay tượng Phật bằng vàng bằng ngọc, và nó hướng tâm đến những cái thùng phước điền mà Phật tử mà cúng dường đến đó, nó hướng tâm đến đó, thì cái này gọi là tâm bất thiện. Thì như vậy tầm tứ thất vật, tầm tứ hỷ đạt định, thì tùy theo tâm, nếu cái gì mà chi thiền mà nó thuộc về thiện thì chúng ta nên có, còn cái chi thiền mà nó thuộc bất thiện
Thí dụ như vì do cái lực tham cho nên hướng tâm đến tiền bạc mà người ta sơ hở để lấy trộm thì tâm đó là không tốt. Tức về hỷ vị lạc lệnh xả và ưu, nó đều có ý nghĩa như vậy. Hôm nay chúng ta học hết cái bảy duyên, vậy có yếu tri của thiện na duyên với những cái duyên tấu hợp với chúng. Tuần sau chúng ta sẽ học về bài 25 tấu hợp đồ đạo duyên Makkasapha gác. Xin cô Nhật Kình qua hỷ lưu ý giúp trò cái điểm này. Và bây giờ thì xin cung thỉnh thần tọa Minh Hạnh chúc phúc phước báo cho rừng, sau đó chúng ta qua bên rừng lớp Phật Pháp Vô Tư Thâm Mát để chúng ta sinh hoạt. Hôm nay là ngày thuyết giảng của thượng tọa Phật Tân, nhưng mà chúng tôi cũng phải dẫn nhập vì không biết thượng tọa Giám Đẳng có gọi tôi được hay không. Xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavato sappa mangalang rakkhanto sappa devata sappa buddhana bhavena sada sakhi bhavantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhanto sappa devata sappa dhammana bhavena sada